Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, còn gọi là quy hoạch điện 8, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 500 QĐ-TTg với sự tham gia của đại diện các bộ ngành trung ương, các địa phương, đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, các tập đoàn năng lượng, EVN, PVN, TKV và các cơ quan truyền thông. Việc quy hoạch điện 8 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và khả năng thực tế của đất nước, cũng như xu thế phát triển của quốc tế như xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp. Để triển khai thực hiện thành công quy hoạch điện 8, Bộ Công Thương và các bộ ngành đơn vị liên quan sẽ khẩn trương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện tốt công tác truyền thông các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền, ban hành kế hoạch, thực hiện quy hoạch theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách và quản lý phát triển điện lực, tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách có liên quan nhằm hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng điện tiết kiệm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật điện lực sửa đổi, luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi, luật phát triển năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế chính sách xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị ngành điện, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hướng dẫn các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng đề ra cho quy hoạch điện 8 để tích hợp vào quy hoạch tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các địa phương đã được phê duyệt quy hoạch tỉnh, cần sớm đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Các tập đoàn năng lượng như EVN, PVN và TKV theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong quy hoạch điện 8, góp phần hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển điện lực quốc gia theo quy hoạch đã được phê duyệt.